Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha, đố mọi người biết cái con này là cái con gì nè. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem, chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha, đố mọi người biết cái con này là cái con gì nè. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem, chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha, đố mọi người biết cái con này là cái con gì nè. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem, chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Bữa nay có túi mù mô hình con vật nha, đố mọi người biết cái con này là cái con gì nè. Mọi người có thể cho mình một nút follow đăng ký kênh được không ạ? Mình còn rất là nhiều clip muốn cho mọi người xem, chia nhỏ ra thôi chứ mẫu nhiều lắm. Tấm vuông như thế này để cho các bạn lựa luôn trực tiếp ấy, chỉ mất có 2.000 thôi, còn cái tấm mảng lớn như thế này, hình nấm 5.000, sắc sảo hơn, in 3D, hãng sản xuất ra nấm đắt tiền hơn là cái hãng sản xuất ra cái tấm hình vuông. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để có gì xem thêm nhiều clip khác, mình chia nhỏ các cái mẫu này ra quay thành nhiều clip thôi, nhiều mẫu lắm.